Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Tiên phong bước phá, giải Marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp năm 2024 chính thức được khai mạc tại quảng trường Giang Miếu, thành phố Cao Lãnh vào lúc 18 giờ tối nay, ngày 12 tháng 10. Giải thi đấu năm nay quy tụ 10.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài. Sáng nay, 2.000 vận động viên nhí đã thi đấu hết mình tại giải Queen Fun Run Đồng Tháp 2024, hạng mục đầu tiên của mùa giải năm nay. Trong không khí sôi động đó thì nhiều người tham gia thi đấu các cự ly cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc đua diễn ra vào sáng mai. Những bước chân nhỏ đầy nhiệt huyết, hăng say chinh phục thử thách của đường chạy cự ly 800m. 2.000 vận động viên nhí chính thức khởi động mùa giải Marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp năm 2024 với nhiều sắc màu rực rỡ. Trong suốt cuộc đua, không thể thiếu sự cổ vũ đồng hành từ phía người thân và khán giả để tiếp thêm động lực cho các bé tiến về vạch đích. Con đặt mục tiêu là con muốn được huy chương rồi đưa cho ba mẹ, cố gắng hết mình, con chạy hết sức. Cũng trong sáng nay, hàng ngàn vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành đã hội tụ tại quảng trường Giang Miếu để nhận Grey Kit, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thi đấu. Dù đã từng thử sức ở các mùa giải trước hay chỉ mới đăng ký lần đầu tiên, tất cả những vận động viên đều rất hào hứng và tràn đầy năng lượng. Đã chuẩn bị một trang phục là nguyên bộ sen, áo sen và bông sen và gương sen. Sẽ chạy có lay, muốn làm cái gì một cái ấn tượng cho giải này, cũng là phấn khích để tới đây. Đây là lần thứ hai mình tham gia giải Đất Sen Hồng và cự ly của mình là vẫn giữ nguyên là 21 km. Ban tổ chức vừa mới rục rịch mà công bố cái giải chạy thì là mình rất là hào hứng rồi, làm thích hợp vừa chạy vừa đi du lịch. Mình đi theo quốc lộ 80 và ghé Sa Đéc trước. Cái Sa Đéc thì mình đã tham quan được cái vườn trà là, một cái nơi đặc sản nổi tiếng của làng hoa Sa Đéc. Đây là lần thứ ba tỉnh Đồng Tháp tổ chức giải Marathon Đất Sen Hồng. Trong lần tổ chức này có khoảng 10.000 vận động viên tranh tài, tăng 4.000 vận động viên so với mùa giải trước. Ngoài lực lượng vận động viên trong nước, còn có sự tham gia của 22 vận động viên quốc tế đến từ 12 quốc gia. Cung đường chạy của giải tiếp tục được Hiệp hội Marathon Quốc tế AIMS công nhận đạt chuẩn. Với lợi thế đó đã góp phần thu hút những người yêu thích bộ môn chạy bộ về giới Đất Sen Hồng để chinh phục đường đua. Không khí ở đây thì em đánh giá khá là ấn tượng bởi vì nó rất là trong lành và cây cối cũng như là cảnh quan xung quanh hay là những cái cung đường chạy rất là đẹp. Rất là mong muốn sẽ có nhiều hơn những cái giải chạy ở đây. Và em thấy là hiện tại cái vấn đề mà ban tổ chức tạo thành một cái phong trào chạy không những là ảnh hưởng tích cực về cái mặt tinh thần sức khỏe mà là còn một cái cơ hội, một cái bứt phá để mình có thể là phát triển về văn hóa du lịch cũng như là cho mọi người biết thêm về con người, hình ảnh Đất Sen Hồng Đồng Tháp. Huy chương giải Marathon Đất Sen Hồng năm nay lấy cảm hứng chủ đạo từ hoa sen hồng nở rộ khoe sắc, một biểu trưng của Đồng Tháp. Kèm với đó là hình ảnh dáng chạy bộ mạnh mẽ, đúng với tinh thần của thông điệp mùa giải năm nay, tiên phong bứt phá. Giải chạy vượt khỏi ranh giới một cuộc thi thể thao, góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh đất và người Đồng Tháp với bạn bè quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.